Chino con gấu màu trắng là phù hợp đối với những bạn trẻ mà ở độ tuổi tầm khoảng trên 16. Xịt vào bạn sẽ cảm giác rất là thoải mái và trẻ trung và năng động. Hello, xin chào mọi người. Và ngày hôm nay đây thì Hương sẽ chia sẻ với cả nhà của mình một cái chai nước hoa, phải nói là nó siêu là cute luôn. Và chắc chắn mọi người sẽ cực kỳ thích nó. Đó chính là chai nước hoa con gấu. Vậy thì liệu mà mình xịt con gấu thì mình có phải biến thành một con gấu hay không? Thì cái điều đó là một cái điều mà mình cảm thấy là mọi người có thắc mắc không? Khi mà Hương xịt cái chai nước hoa con gấu này á, thì thực sự là con gấu này nó rất là dễ thương luôn. Đây là cái con gấu, và với cái nắp của nó là hình mặt một con gấu. Và con gấu này rất là smile nha. Còn cái thân của cái chai nước hoa này thì được làm giống như một cái dòng Moschino nè. Và ở trên cổ của nó thì sẽ đeo một cái khăn quàng màu vàng nữa, rất là dễ thương đúng không ạ? Vậy thì cái mùi hương của cái chai nước hoa này nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận ngay thôi. Hương nói luôn là một cái cảm giác rất là sảng khoái. Hương mỗi lần Hương xịt cái chai nước hoa này thì bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu buồn phiền nó sẽ được xua tan hết, bởi vì một cái cảm giác tươi mát của táo xanh, và nó sẽ hòa quyện chung với lại hương hoa, khiến cho cái mùi hương này nó trở nên năng động và thoải mái hơn. Nên là cái phong cách mà để sử dụng chai nước hoa này là Hương thường hay mặc một cái váy ngắn, mang một đôi giày ba ta, kết hợp với một cái áo thun đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ khiến cho mình sảng khoái cái tinh thần và làm cho tinh thần của mình thoải mái hơn rất là nhiều. Về cái tông chủ đạo của cái chai nước hoa này á, nó mang một cái cảm giác năng động, nhưng bên cạnh đó là ngoài sự kết hợp giữa táo xanh thì nó lại có một chút xíu, đó chính là cái sự kết hợp giữa hương hoa. Và cái loại hoa mà mình có thể nghe rõ nhất đó là cái mùi hương của hoa nhài, và nó kết hợp với một chút cái sự thanh lịch của hoa mộc lan. Và đặc biệt một cái điều là cái tầng hương cuối cùng vẫn có một cái sự thanh lịch, đó chính là những cái nốt hương của xạ hương và cổ ấm. Thì cái sự hòa quyện của con gấu như thế này đây, mọi người sẽ nhìn thấy từ cái bao bì, cái mẫu mã cho đến bên ngoài của nó cũng giống như là bên trong, đó chính là một phong cách năng động, trẻ trung và khiến cho mình được thoải mái tinh thần mỗi khi mà mình sử dụng. Chính vì vậy là Hương nghĩ là chai nước hoa này cực kỳ phù hợp khi mà mình đang có tâm trạng không vui nè. Đặc biệt một cái điều là mình có thể đi làm, đi chơi, đi hẹn hò với lại bạn bè của mình vào thời tiết ban ngày thì sẽ rất là phù hợp. Còn đối với những cái thời tiết mà đi tiệc hoặc là thời tiết mà quá lạnh á, thì Hương thấy là nó thực sự chưa có phù hợp đâu. Nên đây sẽ là một cái phong cách trẻ trung và thoải mái cho mọi người. Có thể là ai mà chúng ta thích một cái phong cách là trẻ trung và sảng khoái. Và đặc biệt là bản thân Hương á, mỗi khi mà Hương muốn là hắc tuổi một tí xíu, mình trẻ hơn một chút xíu, thì mọi người có thể xịt cái chai nước hoa này. Bởi vì cái dòng này nó rất là phù hợp đối với những bạn trẻ mà ở độ tuổi tầm khoảng trên 16. Thì bạn xịt vào bạn sẽ cảm giác rất là thoải mái và trẻ trung và năng động luôn á. Còn những bạn nào mà 30 mấy tuổi giống như Hương, mà chúng ta muốn tìm lại cái cảm giác thoải mái và dễ chịu, hay đặc biệt là làm cho mình trẻ hơn, thì các bạn cũng có thể sử dụng cái Moschino này nha. Thì đây là Moschino con gấu màu trắng nè. Ngoài ra nó vẫn có cái phiên bản Moschino màu đen thì sẽ sử dụng dành cho nam, và nó mang một cái cảm giác cay nồng hơn. Còn Moschino cho nữ thì sẽ mang một cái phong cách đó là năng động, sảng khoái, và đặc biệt là thoải mái tinh thần của mình. Nhưng nó không phải là cái kiểu mà cam canh bình thường, mà đó là mùi hương của táo xanh hòa quyện với hương hoa, và đặc biệt là vẫn có pha thêm một chút xạ hương để cho cái mùi hương nó trở nên quyến rũ hơn. Đây là Hương rất là thích sử dụng cái chai nước hoa này khi mà mình mặc những cái bộ đồ năng động hơn, trẻ trung hơn, mình đi làm, đi chơi và đi hẹn hò với lại những cái người bạn của mình á, thì sẽ rất là phù hợp, bởi vì nó sẽ mang cái cảm giác sảng khoái và dễ chịu cái tinh thần cho mình. Hương hy vọng rằng những chia sẻ đơn giản của Hương sẽ khiến cho mọi người hiểu hơn về cái chai con gấu Moschino này. Ngoài ra chúng ta sẽ sử dụng cái chai nước hoa nó phù hợp với từng hoàn cảnh thì sẽ khiến cho mình được cảm giác tự tin và thoải mái hơn. Nếu như mọi người thích cái video này thì nhớ là like, share và nhớ đừng quên là subscribe kênh YouTube của Missy Perfum. Và nhớ comment cho Hương biết là cái cảm nhận của mỗi người sau khi sử dụng con gấu Moschino này nha. Bởi vì đây chính là bí quyết giải tỏa cái nỗi buồn của Hương. Chỉ cần Hương xịt một cái, cảm giác giống như đi tắm vậy đó. Bye bye.